Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club cũng như quay trở lại với video phân tích cổ phiếu hàng ngày của em phát nha thì trước khi bước vào nội dung của video thì anh chị có thể để lại cho em xin một like một share một đăng ký kênh ngoài ra chưa có đến tín hiệu có thể quét mã qr hoặc vào đường link mô tả dưới video để vào rơm tín hiệu anh em itb cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới nha thì hôm nay em cũng đánh giá và chia sẻ về góc nhìn của cổ phiếu hag cho anh chị có hướng đầu tư trong thời gian sắp tới tốt hơn thì uh, cổ phiếu HAG thì sau khi có những cái phiên đã hồi phục tích cực vượt ở trên những cái vùng đỉnh và trong những phiên gần đây sau khi bị ảnh hưởng của tác động thị trường chung đã có những cái sự quay trở lại test lại cái biên hỗ trợ trong ngắn hạn ha như vậy thì nhìn về những cái kết quả kinh doanh cái báo cáo cũng như là kế hoạch doanh thu năm 2024 thì cũng là tương đối là tích, tích, cực ha rồi về về những tiếp theo là đánh giá về những cái kết quả lợi nhuận sau thế công ty mẹ nè những con số cũng tương đối là tốt nè thì về cổ phiếu HAG thì cũng có khá nhiều những tin tức đóng góp cho cái đà hồi phục ở trong giai đoạn này cũng như là về những cái tin tức báo cáo về chúng ta sẽ tham khảo qua những cái tin tức đáng chú ý về cái cổ phiếu HAG ha. rồi thì những cái tin tức liên quan về đến à, như là à, sau DBC đến BF của heo ăn chay tăng kịch trần giá heo hồi phục 25% trên 64.500 64.000 đồng trên một kg các đại gia chăn nuôi đang ráo riết cho một cuộc đua mới rồi những cái tin tức tích cực như thế này ha rồi giá heo tăng nóng từng ngày cổ phiếu đại gia chăn nuôi cháy hàng một mã sắp về đỉnh lịch sử rồi hag báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông liên quan công ty cổ phần chứng khoán lvb thì đây cũng là những cái tin tức đáng chú ý để đóng góp cái sự hồi phục và nhà đầu tư đang là khá là kỳ vọng đến cái cổ phiếu hag ở trong giai đoạn hiện tại ha thì anh chị có thể là quan tâm có thể là xem thêm cái thông tin này ha em chỉ có đánh giá sơ về những cái tin tức thôi. Rồi, OK. Như vậy thì chúng ta sẽ xét về à, xét thêm về cái cổ phiếu HAG. Thực ra thì ông này thì không có chia cổ tức nha anh chị. Và tuy nhiên chúng ta nhìn về báo cáo tài chính thì cũng tương đối là tốt. Từ quý 4 năm 2023 rồi từ quý 1 năm 2024 cũng đưa ra những cái kết quả những con số báo cáo tương đối là đều ha. Rồi bảng cân đối kế toán cũng là tương đối là con số cũng tương đối là đẹp. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá và phân tích chia sẻ về cái góc nhìn đồ thị của cổ phiếu HAG. Thì uh, trước tiên đánh giá về cái xu hướng Trung hạn của HAG Thì như anh chị thấy uh, Sau khi nó đã có những cái sự uh, vượt Ở trên những cái vùng lên Vùng uh, hỗ trợ rồi nó Và nó đang có sự tiếp cận vùng đỉnh trước đó Thì đã có những sự tích lũy trở lại Và lấy lại cái biên cân bằng Vùng hỗ trợ đó là 13.2 Đó là cái vùng hỗ trợ vùng Kijun rồi thì tuần Và cái kịch bản uh, Trong trung hạn có thể giữ được trên vùng này Và đâu đó khoảng hai ba tuần thì sẽ có cơ hội tiếp tục hồi phục trong thời gian tới nha anh chị và nếu như cái kịch bản không mất ở dưới vùng giá 13 thì có thể tích lũy đâu đây quanh lanh quanh vùng này rồi sẽ có cái cơ hội tiếp tục hồi phục nhìn về khung đồ thị ngày thì hiện tại đang có cái vùng hỗ trợ biên giao găm quanh vùng giá là 13.2 như vậy thì trạng thái của cổ phiếu này vẫn là đang trên một xu hướng tăng với một cái trạng thái tích lũy và test về cái biên hỗ trợ và khi đó những cái trạng thái mất cân bằng dần dần sẽ mở ra như vậy thì chúng ta sẽ có cái điểm mua lanh quanh vùng giá 13.2 và trong ngắn hạn khả năng sẽ hồi phục lên trước tiên lấy lại cái vùng cân bằng khi run đâu đó lanh quanh vùng giá là 14.2 ha và tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt target cho cổ phiếu HAG lanh quanh vùng giá 15 đây là cái vùng đỉnh trước thì chúng ta sẽ đặt một cái điểm target ở vùng đỉnh trước quanh vùng giá 15 và kịch bản xấu nhất xảy ra thì cổ phiếu này nó vi phạm mất ở dưới vùng giá 12.8, 12.9 thôi thì coi như là à, xác nhận nó đã phá vỡ mất hỗ trợ rồi thì nếu như anh chị tham gia ở biên chơi này thì có khi là quay về vùng giá 12.8, 12.9 tiếp tục nó rút chân lên nó test lại vùng kháng cự một lần nữa thì nó sẽ xác nhận một trạng thái giảm tiếp diễn thì như vậy thì sau khi nó có những sự test lại vùng kháng cự thì lúc đó anh chị có thể là à, tự tin và à, rất là thoải mái để hạ à, à, bớt tỷ trọng khi nó test lại vùng kháng cự thôi bởi vì hiện tại nó khá là nhiều cái biên hỗ trợ bên trên là vùng hỗ trợ dao găm bên dưới là vùng hỗ trợ may khá là to cho nên kịch bản cổ hiếu này có thể là sẽ không giảm sâu nếu như kịch bản xấu á và thì nó còn cũng có thể là nó tiếp tục quay vùng bên dưới và nó sẽ đủ cái hàng tê cho anh chị để xử lý trong giai đoạn này dư gì là quá xấu ha rồi còn nếu như anh chị cẩn trọng hơn có thể quản trị rủi ro bằng cách tham gia trước vị thế đâu đó là lên quanh 50 phần trăm tỷ trọng thôi không nên tham gia quá nhiều để lấy vị thế khi thị trường có những cơ hội hồi phục trở lại và xác nhận giữ được trên những cái biên hỗ trợ thì chúng ta lại tiếp tục tham gia gom hàng thêm đối với cổ phiếu HAG ha rồi thì nhìn về trong ngắn hạn thì cổ phiếu HAG nhìn cái khung đồ thì ngày đang có biên hỗ trợ này khung 4 giờ cũng đang có biên hỗ trợ ha và nhìn về ngắn hạn thì sẽ có vùng kháng cự gần nhất đó là anh quanh vùng giá là 14.14 .14 ha 14.14 à, .14 thì cũng là những vùng kháng cự trong ngắn hạn cho anh chị chốt hàng T cộng thôi rồi tiếp theo thì nếu mà đánh giá về cái xu hướng trung hạn có thể tích cực hơn nó vượt và giữ được ở trên vùng giá 14.25 14.23 thì con lên quanh vùng này thì sẽ có cái cơ hội tiếp tục ủng hộ cho cái đà hồi phục của cổ phiếu AG trong thời gian sắp tới ha. Rồi chúng ta cũng đi đến góc nhìn khác về cái xu hướng trung hạn của cổ phiếu HAG về đầu thị tuần thì như anh chị thấy thì hiện tại nó đã có những cái sự test lại lấy lại cân bằng tại cái vùng hỗ trợ đó là cái vùng ma 20 khung đồ thị tuần như vậy thì đây cũng là một cái biên hỗ trợ khá là tốt để anh chị anh chị trọng trọng ra tham gia ở vùng này tuy nhiên kịch bản xấu nhất xảy ra khi nó mất ở dưới vùng giá 13 như vậy là cái biên này nó sẽ không có dao động quá lớn có thể nó, nó tiếp tục dàn co tích lũy thôi và nếu như nó mất ở dưới vùng này thì tiếp tục anh chị hạ bớt tỷ trọng thôi à hoặc là chờ nhúng xuống quanh cái vùng bên dưới đó là MA 50 cũng như là cái Bollinger Band bên dưới thì anh chị có thể là tiếp tục tham gia gom thêm 50 phần trăm tỷ trọng còn lại nếu như kịch bản xấu thấy xảy ra thì anh chị tham gia vùng dưới này để chờ cơ hội test lại vùng kháng cự thì tiếp tục mình xử lý thôi chứ giai đoạn này thì chúng ta sẽ không còn kỳ vọng quá nhiều khi nó mất ở dưới vùng MA 20 Tuy nhiên trong hiện tại thì em đánh giá vẫn có cơ hội hồi phục lên ít nhiều thì có thể là test lại cái vùng đỉnh trước đó sau đó mới xác nhận cái xu hướng tiếp diễn trong chung và dài hạn như vậy thì chúng ta sẽ tham gia quanh vùng giá 13.2 và mục tiêu quanh vùng giá 15 ha rồi như vậy thì nhìn về những chỉ báo hiện tại như IDX hay là RSI trong giai đoạn này thì cũng đang có những trạng thái tích lũy thôi không có những cái gì đáng nói về cái xu hướng của cổ phiếu HAG vẫn đang trong một cái đà tăng hồi phục khá là tốt ha thì thị trường đang có những sự giàn co và tích lũy trở lại thì theo em đánh giá thì đó là những mã cổ phiếu khá đồng pha với xu hướng của thị trường thì sau khi thị trường tiếp tục hồi phục quay trở lại thì có thể là những mã cổ phiếu này vẫn tiếp tục theo cái xu hướng của thị trường và hồi phục trong thời gian sắp tới nha rồi đó là những cái góc nhìn về đánh giá về xu hướng của cổ phiếu hóa AG chia sẻ đến quý chị nhà đầu tư tham khảo về điểm mua cũng như là chia tỷ trọng ra tham gia cũng như là những điểm chốt lời ngắn hạn chốt lời trung hạn và cái điểm cắt lỗ rồi đó là những cái xu hướng của cổ phiếu AG gửi gửi đến quý chị nhà đầu tư tham khảo nha rồi nếu như anh chị chưa có người đồng hành chưa có người hỗ trợ thì có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là quét mã qr vào đường link rơm zalo ở dưới phần ô chat ha để vào rơm anh em sẽ cùng đồng hành và hỗ trợ cho anh chị tốt hơn trong thời gian sắp tới rồi xin chân tình cảm ơn quý chị nhà đầu tư đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại vào những video tiếp theo